Vâng, hiện tại thì em đang trải nghiệm và lái thử một chiếc BMW X5 sản xuất 2007 với một phiên bản nhập Mỹ bản 3.0 SI này. Đấy, lái thực sự là một chiếc xe gầm cao máy thoáng. Đấy, cỡ lốp rộng, đi rất là êm ái, động cơ 3.0 mạnh mẽ. Đi rất là sướng luôn. Đấy. Một chiếc xe và giá nó chỉ bằng những chiếc Vios bản G 2008 cùng đời thôi. Đó. BMW X5 nhé, nhập Mỹ là 2007 form mới rồi. Đấy, ngay sau đây thì em sẽ quay chi tiết cái mẫu xe này. Anh chị có nhu cầu mua xe thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Theo số điện thoại là 0832 777 777 và đến tại địa chỉ của cơ sở 2 của em tại thành phố Hồ Chí Minh là số 50 đường Dương Thị Giang, phường Tân Thứ Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, xe thì rất đẹp luôn. Đây, em sẽ quay chi tiết mẫu xe này. Xin mời anh chị ạ. Vâng, em Giang ô tô cũ Kinh Môn Hải Dương. Xin được chào toàn thể quý anh chị các bạn. Ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu đến toàn thể quý anh chị các bạn một chiếc BMW X5 sản xuất 2007 với cái phiên bản nhập Mỹ 3.0 SI. Đấy, một cái phiên bản đủ nhất trong dòng BMW X5 cùng đời. Đấy, xe này thì em xin được cam kết đến anh chị các bạn là một chiếc xe hoàn toàn không lỗi gì nhé. Với thân vỏ không đâm va chút nào cả. Máy gầm chất lượng, máy vẫn còn zin chưa ra. Đấy, và ngay sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết mẫu xe này. Anh chị cảm thấy hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0832 777 777. Và xe thì nhấn mạnh anh chị là một chiếc xe khá đẹp, giá tiền hợp lý và form dáng này ạ, form dáng cực kỳ đẹp đúng không ạ. Đó, em sẽ đi một vòng quanh thân xe cho anh chị xem nhé. Đây, sơn xi bóng cườm luôn, đèn pha sáng, lắp cabo, tất cả mọi cái rất là hoàn hảo. Đó, xe này nguyên bản còn rất nhiều, theo đánh giá của em thì con này nó còn khoảng nguyên bản đến khoảng 80%. Tất cả hệ thống đèn pha, đèn hậu, ốp sườn rồi là bậc lên xuống đều nguyên bản hết. La răng nguyên bản theo xe và la răng thì đã được sơn nhũ lại rồi. Nó sơn xi cực kỳ đẹp luôn. Form dáng của chiếc X5 này thì rất đẹp đúng không ạ? Với một phân khúc xe 7 chỗ ngồi. Đấy, 7 chỗ. Dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, rất nhiều những tính năng và tiện nghi an toàn. Xe mang biển số Quảng Ninh này, một chủ tàu sử dụng. Nói chung là về phần sơn xi bên ngoài thì thực sự anh chị là rất là bóng đẹp nhé, không cần làm bất kỳ cái gì cả. Tất cả những đường gân, đường sóng, đường gà rồi là form xe còn nguyên bản, rất là sắc nét luôn. Đó, form cực kỳ đẹp. Form xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy, giá rất bình dân anh chị nhé. Một chiếc BMW X5 2007 nhập khẩu nguyên chiếc, nhập Mỹ luôn. Bản đủ tích hợp cửa sổ trời toàn cảnh này. Hai ghế điện phía trước. Đấy. Và rất nhiều tiện nghi của dòng xe cao cấp. Thực sự anh chị là để kể về tiện nghi của dòng xe này thì chắc em phải kể đến tối mới hết được. Anh chị mua về thì có thể khám phá sau nhé. Động cơ 3.0 thì tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ tầm 12 đến 14 lít xăng trên 100 km thôi. Đấy, nhưng ngược lại thì cái dòng này nó rất là an toàn luôn, luôn đặt những cái tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Đó. Về phần thân vỏ của xe thì hoàn toàn không có điểm gì để chê, chỉ nhá, sơn xi bóng cườm luôn. Đây, em quay gầm bệ cho anh chị xem luôn này. Gầm bệ của xe đấy. Đấy, tất cả những hệ thống sàn taxi rất là sáng này, không hề mục mọt bất kỳ cái gì nhé. Đó, sàn taxi còn rất là bóng. Ở sau, ở dưới này nót là bằng nhựa này, thì có một cái miếng nhựa nó bị vỡ luôn, không vấn đề gì ạ. Nhựa chắn bùn bị vỡ miếng nhỏ nhỏ.
Đấy, còn do ngoài ra thì nguyên bản hết. Cái nhựa đó thì không ảnh hưởng gì đến hệ thống sắt xi khung gầm cả anh chị nhé. Lốp này, lốp mới với kích thước lốp giờ 18 đây, 25/5/60 giờ 18, lốp rất to bản. Đấy, dòng xe đi thực sự với cái quả lốp như này thì êm vô cùng luôn. Đó, lốp rất dày. Đó, phần gầm thì anh chị yên tâm, còn rất tốt luôn. Đây phần nội thất xe này. Đây, nội thất đây ạ. Để em mở hết cửa cho anh chị này. Đó, cửa sổ trời này, trần nỉ nguyên bản theo xe. Đây đằng sau thì còn một cái hàng ghế thứ ba nữa thì em gập xuống rồi nhá. Thì chiếc xe này 7 chỗ ngồi, ngồi rất là rộng luôn. Và có cả một cái dàn điều hòa hàng ghế phía sau này. Đây ạ. Đó, nội thất rất rộng. X5 2007 nhập Mỹ. Xe đẹp không có điểm gì chê luôn. Đấy, chỉ cũ theo thời gian thôi, một vài chi tiết cũ theo thời gian chúng ta có thể chấp nhận được nhá. Đây như là những chi tiết như này, những chi tiết nhỏ như là cái cao su nó bị bong này. Đấy, bị vỡ này thì không vấn đề gì anh chị ạ. Thực sự là một chiếc xe không đâm va gì. Máy gầm chất lượng. Đấy, xe có thể mua về sử dụng được luôn. Giá thành cực kỳ hợp lý, chỉ bằng một chiếc Vios bản G 2008 thôi. Đấy, cái mẫu xe này thì hiện tại đang được bên em chào bán nhá. Đây, công bố giá luôn cho anh chị này, đỡ phải nếu mà thấy hợp với gia đình mình thì có thể gọi điện trực tiếp với em, đỡ phải hỏi giá này. Chiếc BMW X5 sản xuất 2007 nhập Mỹ bản 3.0 SI này thì đang được bên em chào bán với giá là 355 triệu đồng thôi ạ. Đấy, giá trên bao gồm phí rút hồ sơ cho anh chị. Đó, nội thất rất đẹp luôn. Nội thất rất đẹp. Đi cực kỳ sướng luôn. Giá rẻ ngang một chiếc Vios số tự động đời 2008 thôi ạ. Đấy mà Vios thì thực sự anh chị là nói về an toàn hoặc là đi để sướng thì không thể bằng chiếc xe này. Nó có thực ra dòng Vios thì nó chỉ tiết kiệm thôi. Đấy, tiết kiệm giữ giá. Đấy, còn về an toàn và đi để sướng, để sang thì không thể nào so sánh với mẫu xe này được. Đấy, trước kia mẫu xe này nó xịt soát 3 tỷ mà bây giờ giá chỉ bằng 1 phần 10 giá trị. Thì thực sự anh chị nó khâu hao hết rồi. Chúng ta mua về quá yên tâm. Và cái mức giá này anh chị có thể tham khảo thoải mái nhé. Em cam kết anh chị là với một chiếc xe đẹp như này thì chắc thị trường không một ai bán rẻ như em đâu. Đấy, bán giá cực kỳ hợp lý, không phải là giá rẻ mà là xe lỗi anh chị nhé. Chiếc xe này phải nhấn mạnh anh chị là một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy, nội thất này rất đẹp. Tất cả hệ thống điện, chỉnh ghế, chỉnh cửa lóc còn hoạt động bình thường hết, không mất bất kỳ một chức năng nào cả. Đèn pha, đèn hậu rất là sáng, cabo đẹp. Giá thành hợp lý. Đó, đây, quay qua con máy cho anh chị xem này. Đây con máy của nó này. Con máy rất là sáng luôn. Đấy, cụm ABS vẫn còn dấu chấm của nhà sản xuất luôn ạ. Máy này thì cam kết là máy chưa ra luôn nhá. Máy zin test luôn. Đấy, cabo này, hệ thống lỉ chống nóng vẫn còn nguyên. Đấy, cabo zin toàn tập luôn. Xe zin đẹp luôn nhá. Vâng, đó là chi tiết về chiếc BMW X5 sản xuất 2007 nhập Mỹ
Anh chị có nhu cầu mua xe thì liên hệ trực tiếp với em nhé, theo số điện thoại là 0832 777 777 hoặc là đến tại cửa hàng tại cửa sở 2 của em tại thành phố Hồ Chí Minh, số 50 đường Dương Thị Giang, phường Tân Thứ Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin cảm ơn anh chị đã xem đến cuối video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo sau. Xin cảm ơn anh chị ạ.